Đằng kia, bọn chúng ở đằng kia. Cuối cùng cũng tìm thấy bọn chúng rồi. Mau, giết chết chúng. Lột da xẻ thịt bọn chúng. À, không, không. Các em vợ của ta. Lũ con người thợ săn đáng ghét. Các ngươi thật tàn độc. Ta sẽ giết các ngươi. Bạn kiếp, mau, lên đèn. Tập trung, bắn vào đầu của con sư tử cha đó. Khổ kiếp. Đây, sư tử đực, mau nắp đi. Lũ thợ săn khổ kiếp. Ta sẽ giết hết các ngươi. Chết tiệt, con sư tử nó nắp rỡ kìa. Mau, bắn cho nó chết bằng được. Cẩn thận, cẩn thận. Ở đâu có một con tê giác hút vào chúng ta thế này. Chết đi, chết đi. Lũ sâu xa, lũ đáng ghét. Này, này, sư tử đực, con làm sao không? Tê giác, cậu cứu tôi làm gì? Hay để tôi liều mạng chết chung với bọn chúng? Để tôi xuống suối vàng đoàn tụ với các em vợ xinh đẹp của tôi. Cậu thật yếu đuối, hèn nhát. Cậu để vợ của mình chết một cách oan uổng như vậy hay sao? Lũ thợ săn con người càng ngày càng nhiều. Nếu cậu chết rồi, bọn chúng sẽ tiếp tục đi săn những loài khác. Cậu không hiểu nỗi đau của tôi bây giờ đâu. Người thân của tôi đã mất hết. Bây giờ tôi không còn muốn sống nữa. Bộ chỉ có mình cậu có người thân thôi hay sao? Lũ thợ săn đó đã giết chết con của tôi, gia đình của tôi, lột da họ, cắt xương họ. Tôi rất đau khổ, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi quyết dùng thân mình hằng ngày đi săn tìm lũ thợ săn hút chết bọn chúng. Gì chứ? Hàng chi cậu lại xuất hiện ở đây giúp đỡ tôi? Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy thì tốt, mau gác bỏ đau buồn, cùng tôi lên đường ngăn chặn lũ thợ săn đó săn bắt loài khác nào. Tê giác ơi, dừng lại nghỉ một chút đi. Bình thường của tôi còn đau quá. Thôi được rồi, nghỉ chân ở đây một chút, uống nước đi. Rồi tí nữa chúng ta lên đường sau. Nhìn thấy bờ hồ này, tôi nhớ những em vợ của tôi quá. Hôm qua chúng tôi còn cùng nhau săn mồi, sau đó cùng nhau ăn thịt, rồi đi tắm suối, mà bây giờ đã xa cách âm dương. Cậu đúng là một con sư tử nặng tình cảm. Thôi được rồi, chúng ta đi cả ngày rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Trời cũng đã sắp tối rồi, nên tôi tranh thủ đi kiếm thứ gì đó về đây, hai chúng ta cùng ăn. Tùy ý cậu. Thường ngày mình ăn cỏ, không biết cậu ta có ăn cỏ được không nữa. Kìa, hả? Chính là con tê giác thành tinh đó. Nó chuyên gia tấn công những thợ săn của chúng ta. Lũ con người sao lại xuất hiện ở đây? Chết tiệt, nhìn thấy chút mày. Ta lại nổi máu điên lên nữa rồi. Ta sẽ giết các ngươi. Wow, dùng súng liên thanh bắn vào chỗ hiểm của nó. Đèn bom, cho nó ngã ngục đi. Hay lắm các cậu. Được rồi, thứ tê giác tinh này, chúng ta mau lột da nó đi. Cứu sừng của nó. Chấm dứt mọi chuyện ở đây đi. Lũ con người độc ác. Mẹ kiếp, gì thế kia? Một thứ quái vật to lớn kỳ quái xuất hiện từ một chiếc đĩa bay à? Đúng vậy, chúng ta là quái vật boss, hợp thể của tất cả quái vật suối núi mới liền. Chúng ta duy trì công lý cho thế giới tự nhiên này. Còn người các ngươi hãy chấm dứt tại đây, mà quay về thế giới của các ngươi đi. Cái gì? Mày dám ra lệnh cho bọn tao à? Bọn tao chính là nhân loại, là vua của hành tinh này. Bọn tao thích làm gì thì làm, còn chúng mày sinh ra là để phục vụ cho bọn tao. Mày được, lũ chết tiệt các ngươi, đừng có trách bọn ta độc ác. Chết hết đi, ta sẽ tiễn lũ khốn các ngươi xuống địa ngục. Còn chú tê giác kia, thật là đáng tội nghiệp. Chúng ta đã nghe nhiều về chú ấy, chuyên đi giúp đỡ những loại khác khỏi sự săn bắn của con người. Chúng ta sẽ tặng cho chú ấy một món quà. Tôi sống lại rồi hay sao? Đúng vậy, bây giờ cậu đã trở thành quái vật tê giác chú Normally. Nào, hãy giúp chúng tôi làm một số việc. Tôi đồng ý. Nhưng tôi vẫn còn một người bạn. Ủa, sao tê giác đi giờ này còn chưa về nhỉ? Cậu về rồi phải không? Gì thế này? Chết tiệt, là lũ con người à? Không phải. Rốt cuộc các ngươi là ai? Các ngươi muốn gì? Bọn ta đói quá. Bọn ta muốn ăn thịt. Lại đây để cho bọn ta xé xác đi. Không, lũ ghê tởm này, mau tránh xa ta ra. Cút ra.
ngươi làm gì mày? Chết tiệt, chết tiệt. Sao, sao bọn chúng bị mình cào, mình xé, mà không sao thế này? Không, không, Tê Giác ơi, cậu ở đâu? Cứu tôi. Mày la hét đi, không ai có thể cứu được mày đâu. Mau, xé xác, giết chết nó đâu. Chúng bị ăn buổi chiều thôi. Thêm một thứ quái quỷ gì nữa đây? Vậy thì ta sẽ cho ngươi trở thành bữa ăn thứ hai của bọn ta luôn. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, lũ quái gì kinh tởm này, sao giống như bọn con ngươi vậy? Không lẽ các ngươi chính là thí nghiệm ghê tởm của loài người mà quái vật boss anomaly em nói với ta hay sao? Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi đụng tới bọn ta, loài người sẽ không tha cho các ngươi đâu. Cái gì? Cái gì? Người to gan dám đem lũ con người hù dọa ta, ta không sợ đâu. Sư tử, cậu có sao không? Người là ai? Người định làm gì ta? Người cũng định muốn xé xác ta giống như bọn ở đây à? Bình tĩnh đi, cậu không nhận ra tôi hay sao? Tôi là Tê Giác đây, đồng đội của cậu đây. Bây giờ tôi đã biến thành một quái vật xương nó mới lì rồi. Là cậu hay sao? Nhưng quái vật Junomaly là gì chứ? Tôi đau quá. Có lẽ tôi không sống được nổi nữa rồi. Không được, không được. Cậu không được chết. Cậu phải tiếp tục đồng hành cùng tôi chứ. Hả? Này, sư tử. Chết tiệt. Đúng rồi. Quái vật boss Junomaly đưa mình sử dụng chiếc đĩa bay và bảo trong đó có năng lực biến sinh vật khác thành một quái vật Junomaly. Vậy thì mình sẽ sử dụng nó lên người của sư tử. Tôi sống lại rồi hay sao? Tê Giác Junomaly, cậu đã cứu tôi. Tất nhiên là tôi rồi. Được rồi, bây giờ cậu cũng trở thành một quái vật sư tử Junomaly. Nào, hãy cùng tôi tiếp tục hành trình bảo vệ thế giới tự nhiên của chúng ta. Đi thôi. Tôi biết rồi. Bây giờ chúng ta đi đâu tiếp theo đây? Loài voi đang gặp nạn, chúng ta mau tới đó đi. Chết đi. Lũ to lớn khổng lồ nhất ở khu rừng này. Các người phải trả giá đắt cho chuyện năm xưa các người đã gây ra lên gia đình của ta. Đằng kia Tê Giác. Thì ra thứ to lớn đâu? Đang giết hại những chú voi. Mau dừng lại. Hả? Gì thế này? Bọn kinh tởm nào đây? Không lẽ các ngươi cũng bị những phản ứng của con người biến đổi trở thành như vậy? Cái gì chứ? Phản ứng của con người à? Không lẽ ngươi do lũ nhân loại đó biến thành ra thế này? Còn bọn ta là những quái vật Junomaly, bọn ta không phải thuộc về thế giới của con người. Thế thì các ngươi cút chỗ khác đi, đừng xen vào chuyện của ta. Lũ voi này lúc ta còn là một con chó trong rừng, bọn chúng đã dẫm nát chết gia đình của ta. Ta đau khổ, ta lang thang đến thế giới con người thì xảy ra một vụ nổ rất lớn khiến cho ta biến đổi thành ra thế này. Ta quay lại đây báo thù giết sạch bọn chúng. Ha, trước giờ loài voi luôn ăn cỏ, ăn lá cây, tại sao lại dẫm chết gia đình của ngươi làm gì chứ? Làm sao ta biết được chứ? Khi nghe một tiếng nổ lớn, bọn chúng kéo bay kéo lượt bắt đầu bỏ chạy, đi ngang qua hang của gia đình ta, khiến cho cửa hang sập xuống để chết vợ con ta. Chỉ cô ta là thoát ra được. Tiếng nổ lớn, không lẽ là lũ thợ săn có người? Đúng rồi, chỉ có bọn chúng mới làm cho loài voi sợ hãi, khiến cho loài voi bỏ chạy, mới vô tình đè chết gia đình của ngươi. Đó không phải là lỗi của bọn chúng. Mẹ kia, các ngươi cảm mạo, ta không quan tâm kẻ nào giết chết gia đình ta, dù vô tình hay cố ý, ta phải bắt bọn chúng trả giá. Chết tiệt, bọn dừng lại đi, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lũ con người đã biến đổi ngươi thành ra thế này, chính bọn chúng mới là hung thủ. Chết tiệt, cấm mồm cho ta. Ta không sai lầm, ta không giết nhầm ai cả. Các ngươi là những kẻ đáng ghét, dám thay đổi sự thật. Chết tiệt, quái vật Tê Giác xuống nó mới đi. Đừng giải thích với hắn nữa, hạ hắn đi, rồi chúng ta sẽ từ từ khuyên bảo hắn. Chết
Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy nghe lời của chúng tôi đi.